Đó, hiện tại khách cũng rất là đông nha cả nhà. Đó, giờ là kính mít luôn nha cả nhà. Đời của chúng ta thì điểm vừa qua đã có một vị chủ nhân đến kinh. Quý vị sang xé vé cho quý vị nha. Còn một giải thưởng đặc biệt đúng không ơi? Gọi lên đây em, tôi xuống đây. Vì điểm qua quý vị nhân đặt giải sẽ bị bên dưới. Có xin mời đến với cùng mình là phòng kinh phong và những cái sự xuất tiếp. Rồi bây giờ cho vé cho bé tấm bèo luôn. Rồi con số 5 là con sấm lô. Rồi số 5 địa điểm kêu qua. Số 5 địa điểm kêu qua có 1 20 20 có 2 31 31 có 3 47 47 hợp lệ. Rồi số 5 20 31 47 hợp lệ. Em kinh luôn hả? Rồi số 5 có 1 20 có 2 31 có 3 47 hợp lệ. Xin chúc mừng hai em, tặng phẩm là một con đấu bông. Thì dòng này là hai em kinh trùng, cho nên mình quẻ quay số. Đó, hai quẻ số đâu, một người lấy con gấu, một người lấy em. Không có được. Rồi, bây giờ là... Rồi, bây giờ sẽ quay banh nha quý vị nha. Quay banh hai bé, rồi mình thò tay vô. Đó, bé nào số lớn hơn sẽ được con gấu. Đó, còn ai mà số nhỏ mình lấy con bóng. Ủa sao quay kỳ vậy em? Quay đi em ơi. Em mắt thò tay vô như vậy. Nhắm mắt lại. Rồi, nhắm mắt lại nhìn chị luôn em ơi. Đúng rồi. Rồi, con gấu bông sẽ thuộc về ai và con gấu bông sẽ thuộc về ai? Đó, nó chưa dập tầm, nó nhắm mắt thì vậy, nhắm mắt vậy đúng rồi em. Mình cầu cơ đó, mình này linh lắm. Đó là cuối phường. Dấu vô. Đúng rồi, dấu vô, dấu vô. Đó. Rồi, chương trình sổ số. Ai sẽ là số lớn hơn sẽ được nhận một con gấu bông. Còn ai mà số nhỏ sẽ nhận được một con gấu bông. Gấu bông sẽ thuộc về ai đây? Xin mời em trai số 12. Em gái 30. Xin chúc mừng em gái. Xin chúc mừng em đã nhận được một con gấu y chang em. Dễ thương. Bé dễ thương ghê. Cảm ơn em trai nha. Rồi quý vị còn giữ vé trên tay quý vị ơi. Chuẩn bị hướng mấy gì sân khấu. Dò số tiếp. Lên nhạc DVD. Ê nó chơi thẳng sao má. Mấy gì đi xíu gì đi con mấy gì. Trời ơi lấy y chang luôn. Mấy gì đi, người ta không biết cũng mấy gì đi xuống gì đây. Cái chuyện đừng có lo cái gì, chúng ta chuồn từ giấy đó, chúng ta dò số tiếp cho quý vị nha. Cơ hội còn rất là nhiều. Mấy gì đi, người ta mấy gì đi xuống gì đây, người ta mấy gì đi. Như bông cái, ở Gia Lai. Cô cái Gia Lai ngồi nhậu lai rai. Nhậu lai rai, cô nhậu cả ngày. Như bông cái ở Gia Lai ngồi nhậu lai rai. 52 52 con mấy gì đây, mấy gì đây. 52 là tấm lá cờ hơn. Xích lô ơi dựng xe. Xe. Rồi 52 địa điểm tiêu qua. Đó có một anh trai đã kinh. Rồi phản xẻ dễ quý vị nha. 52 địa điểm tiêu qua. 52 địa điểm tiêu qua có 1 45 45 có 2 35 35 có 3 20 20 hợp lệ. Rồi xin chúc mừng anh đã nhận được một chai rượu. Rồi xin mời Lan Quế Phường mình đưa ra một chai rượu giùm em. Và một suất chơi BD miễn phí. Anh có chơi không? Trời đó lắc đầu lẹ quá vậy. Anh ơi thường là tủ là mình phải đi với lại đào đó. Bây giờ anh cứ cần đào anh điều đào cho anh nhậu với anh nha. Hỏi thiệt có chơi BD không? Dạ dồn quá, uổng phí quá. Một là chơi bánh bèo, hai là chơi BD lựa chọn. Trời ơi, nó không suy nghĩ luôn má ơi. Nó nghe nè, không có thấy ai như em luôn. Thiệt thời buổi giờ con trai mình xem lạc hậu quá. Em chơi mấy cái lạc hậu của mình phải chơi. Mình phải cập nhật xu hướng. Rồi mình chơi mấy cái mấy mới, mấy cái lạ lạ độc độc như Tu Phương thì nó mới vui, hiểu không? Tại vì con người chúng ta chỉ sống có một lần thôi. Cho nên gì mình cũng phải thử quá trơn. Đúng rồi đi, hiểu không? Đúng. Rồi xin mời Lan Quế Phường cho một cái rượu à. Rồi bây giờ đợi chút xíu nha. Mình chụp hình lưu niệm với anh nha. Đi ra đây với em. Rồi mấy đứa con trai ơi, ba của con nè. Kêu ba đi. Ngộ ha, mấy đứa con trai đứa nào tóc cũng dài.
đó, và một suất JBD miễn phí. Anh ơi chụp giùm em tấm hình đi mình ơi. Trời đúng rồi, mấy đứa con cười lên nè. 1, 2, 3. Trời cảm ơn anh ạ. Và bây giờ trở lại chương trình Cây Nhà Lá Vườn và chương trình Ca Nghệ Văn Nhạc. Thì bây giờ Vanet Vũ, Thu Phương và Minh Tiết trình bày nhạc phẩm cho mang tên Lê Tỏ Tình Dễ Thương. 31, 32, 33 rồi bị chết mẹ em rồi mấy heo ơi. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 người đẹp Hoàng Thuy 43 phiếu. Và xin chia buồn với bé heo. Bé heo nó biết thân phận nó tự vô thế đồ luôn. Rồi hả dạ dễ sợ luôn á. Ý chang như cục ba rội luôn á. Chưa đến Tết mà nó lăn quá trời lăn. Rồi nếu bạn có giải thì mình sẽ trao giải cho bé heo là giải gì đúng không? Hoa hậu chợ búa. Rồi xin mời hai người đẹp hãy tựa vai vào nhau. Rồi ai sẽ là hoa hậu hòa bình của làng Quế Phường và đạt được dương niệm 2 tỷ đồng. Xin mời chị Tiết. Ladies and gentlemen, welcome to the Miss Grand Làng Quế Phường. Và gương mặt sẽ trở thành hoa hậu hòa bình Miss Grand của làng Quế Phường sẽ thuộc về thí sinh. Chưa biết. Sao biết được? Bây giờ sẽ là hai con hãy đấu đầu với nhau đi. Rồi, bây giờ quý vị ơi, lượt bình chọn sẽ được quý vị khán giả. Ai sẽ là người hô tên? Bây giờ sẽ có một cuộc thi hô tên nữa vô đây. Miss Trang. Nói đừng có hô tên, mình hỏi một câu hỏi ứng xử cuối cùng. Hỏi hỏi hoài nó bị ụ dột lắm chị. Hỏi hai đứa đôi tay với nhau đi để mày hỏi. Rồi, ai sẽ là hoa hậu tối đêm nay mà đạt được chiếc đẹp 2 tỷ và là người đại diện ăn cái gì chiên, ăn phở mới đạt miễn phí từ đây tới suốt cuộc đời? Sẽ là hoa hậu nào quý vị ơi? Quý vị hãy lên hoa hậu tên những cái tên mà quý vị mong muốn được làm hoa hậu tối đêm nay. Hoàng Thùy hay là Musa? Vâng, rất là hồi hộp ạ. Và em cũng không biết là sẽ thuộc về tay ai. Chiếc dương niệm và một cái xác và một phiếu voucher trị giá làm đẹp để chị Ngọc Trừng 500 triệu đồng sẽ thuộc về Miss Miss quý vị ơi, quý vị là những người bị khán giả công tâm nhất. Quý vị ngày hôm nay thấy người đẹp nào xứng đáng nhất cho vị trí cao nhất, quý vị hô cái tên lớn giúp em được không ạ? Dạ la lớn lên tới tên rồi. Bên này mình chọn trai ạ. Hoàng Thùy hay Musa? Musa. Rồi bên đây Musa và Hoàng Thùy cũng có. Bên đây cũng có Musa và Hoàng Thùy. Bên kia cũng có Hoàng Thùy và Musa. Rồi Hoàng Thùy đúng không chị? Em ơi em, bé ơi, bị lội rồi luôn nha. Dạ. Rồi xin mời, xin cảm ơn dương miệng của người đẹp Minh Tâm. Hôm nay thí sinh nào đoạt giải thì Ngọc sẽ tài trợ cân chỉnh gương mặt filler vô tóc chân mày miễn phí. Cảm ơn chị Ngọc Trương. Cảm ơn chị Ngọc Trương. Xin mời, cảm ơn chị đã tài trợ cho phần giải thưởng rất là đặc biệt của chương trình số đêm nay. Phải chi nhỏ để thi gì đỡ rồi. Rồi, em đã có kết quả. Người đẹp thắng giải tối đêm nay sẽ là hoa hậu hòa bình và kế nhiệm dương niệm 2 tỷ đồng và một suất làm đẹp chọn gói combo tại Sapa. Đâu có gì đâu, em đọc vậy đó. Đâu hay ghi gì thì còn mình nói với đúng rồi vậy. Nhỏ này sao bị thiên liêng vậy trời. Thẩm mỹ làm đẹp của chị Ngọc Trừng đi ra mát có cái tên rồi. Không phải, cái thuốc này là để chị đọc mà em là hoa hậu ra trong vương miệng. Mà sao mày ham nói quá vậy trời. Trời đất ơi. Đó, thí sinh hoa hậu đêm nay mà đặt giải là sẽ được một phần bút tóc tiêm filler đến từ nhà tài trợ của thẩm mỹ viện Ngọc Trân. Rồi, cũng không có ghi mẹ gì trơn, đọc thiên liêng vậy đó. Rồi. Hơi hợp á. Đừng tới sáng mai. Và bây giờ Minh Tiến xin được công bố người đẹp Miss Grand Làng Quế Phường. Người đẹp hòa bình sẽ thuộc về thí sinh ai ạ? Lớn lên được không ạ? Vâng, xin chúc mừng Miss Grand goes to is Hoa Khôi. Khóc đi, khóc đi.
khóc mới có tiền. Đúng rồi đó, ta bắt mặt mừng nha nha. Rồi lát chị chồng giật sớ nha nha mấy đứa. Rồi sư bệnh, chú có mời mà con này xong ghét ghê á. Hoa hậu mà nhoi à. Dạ xin được khán giả, tân xin được chúc mừng em người đẹp Hoàng Thị đã trở thành hoa hậu, tân hoa hậu Miss Grand của Nam Quế Phường ngày hôm nay. Tân xin được mời cụ và hoa hậu Vinette Vũ Thu Vương. Không biết thi gì nào đâu hoa hậu bây giờ. Đó, xin người đẹp sẽ trao giải cho người đẹp Hoàng Thị. Đó. Đó, chúc mừng em đó, chúc mừng bắt tay, chúc mừng đó. Ừ, đó ơn nhau cái nữa. Nhỏ này có thuộc bài, đúng rồi đó. Trời, xin hạ cái dương miệng xuống với em. Mày đeo lâu lắm rồi đó. Ê, trời lấy cái dương miệng sao mày gỡ cái nón bảo hiểm cái chi vậy Phương? Đó đâu, nhỏ này biết điều này, nhỏ này coi chương trình của hậu quà để biết ngầu quỳ xuống luôn á. Vỗ tay lớn đó quý vị ơi. Và đây là giải thưởng của em. Trời ơi, dương miệng tỷ mấy các bạn. Còn nhỏ này trao mà không gài chắc cho người ta gì hết trơn vậy. Không có kịp hả? Xin quý vị dành một tràng pháo tay lớn cho người đẹp Hoàng Thị đi ạ. Chưa em ơi, chưa. Nè đây là giải thưởng của em nè. Xin chúc mừng em nha. Mà bây giờ xin mời em đi những bước đi đầu tiên của hoa hậu. Đi chào khán giả đi, quý vỗ tay cho người đẹp đi ạ. Con này đứa gớt rồi sao nói nhau ai ghê em rồi. Rồi xin cảm ơn tân hoa hậu của Lan Quế Phường tại 258 Nguyễn Tư Lan đã thuộc về hoa hậu Hoàng Thùy. Em ơi, nãy mới làm hoa hậu rồi về làm cô già Noel vậy? Quá thơm. Rồi quý vị ơi, quý vị có hóng giọng lô tô đặc biệt không à quý vị ơi? Chưa có phát nhé. Ủa chưa hả? Rồi và bây giờ Minh Tiết sẽ hát một bài để góp vui văn nghệ và phục vụ tất cả mọi người. Và nhân viên tại quán Lan Quế Phường sẽ phục vụ cho tất cả mọi người. Dễ là hoàn toàn.